Hello, xin chào mọi người. Hiện tại bên mình là 26 tháng 6. Thì hôm nay mình lại đây là xịt thuốc sâu mọi người. Tại vì hiện tại thì mình xịt thuốc sâu thì trong vòng 1 tuần thì mình sẽ cắt nhánh để mà mình cho nó làm đợt đầu tiên. Là mình sẽ cắt ở ngoài đợt như thế này. Nó thì bên mình xịt thuốc sâu hiện tại là những cái thuốc cũng như là quan trọng nhất là diệp sáp nè, bọ chỉ với mà thuốc nhện đỏ. Nó hiện giờ thì mình nên trị cái tiệt nọc cái bệnh nhện đỏ nha mọi người. Nó mấy bạn nên trị những cái bệnh nhện đỏ nó quan trọng lắm đó. Ví dụ mà những bạn mà bị vướng nhện đỏ thì cái lá của mấy bạn nó sẽ bị rụng á, thì cho nên mấy bạn nên chăm sóc cái nó được một tí xíu ha. Đó thì hiện tại thì bên mình á thì ông chồng mình ông đang xịt thuốc, thì mình á xịt thuốc thì tầm tròn 1 tuần lễ á, mình hãy vô sớm lắm thì cũng tầm 5 ngày nha mọi người. Tại vì thuốc sâu á mình xịt thì hiện giờ xịt thuốc mạnh á, nó nóng á, nó cũng dính trên lá đó. Đó hiện giờ thì đang xịt nè. Mình xịt thuốc ở bên mình á thì mình thường xịt á vào trời mát, mình không có xịt lúc trời nắng. Thứ nhất là trời mát nè, thứ hai nữa là tầm buổi sáng á, cái máy này nó xịt cái hơi nó ra quá trời, nó hôi quá, thuốc này nó hôi quá trời nó hôi. Còn ở dưới đất mình đáng lẽ là tuần này mình rải phân hữu cơ rồi, nhưng mà tại bên mình mắc mùng 5 tháng 5 nghỉ lễ 4 ngày mình xịt thuốc cỏ xong hết rồi nè, để mình rải phân á. Để mà thường mình gãi thì hai cây một đống kính giữa gì nè, nó hai cây một đống kính giữa gì ha. Thì cho nên thì chuyến này mình xịt thì mình xịt thuốc cỏ luôn để cho cỏ nó chết, để mà mình gãi phân xuống để đừng có bị ảnh hưởng tới phân mấy cây cỏ nó ăn dinh dưỡng á. Nó cho nên là mình xịt lém ra ngoài luôn nè để cho nó chết lâu quá. Đó lần này á, là mình cắt nhánh là mình cắt ở vòng ngoài nha mọi người. Đó nay dứa là cắt đợt đầu tiên á, là mình cắt vòng ngoài, mình không có cắt ở trong thân trước nha. Trong thân thì nó cũng có nhánh mà ít, thì đợt đầu thì mình cắt nhánh ở ngoài này nè, vòng ngoài như thế này mình cắt. Cái đám này mình tỉa nhánh dơ rồi đó, nhưng mà vẫn còn lá tùm. Lúc bữa hổm á thì nhánh nó còn nhỏ á, cho nên cảm thấy nó không có lá, nó không có tùm á. Nhưng mà bây giờ thì cái cây của nó lớn á, lá nó dài á, mọi người thấy mình kéo á là nó sửa sạn dính liền với nhau rồi nè. Đó rồi có mấy cái cây mà chết á thì mình có trồng lại xong thì mình cột nó lại luôn nè mọi người. Đây cây chết thì mình cột nó luôn nha, nó mình cột ra làm hai như thế này. Rồi sẵn mình có để sẵn cây tre luôn, mình cắm cây tre luôn đó, mấy bạn xem mình cắm cây tre luôn ha. Thì cái cây tre này á, dạng như mình đi cắt nhánh đẻ nè để trái, hoặc là mình đi tỉa trái á, thì mình thấy cái sẵn cái mình cột nó lên luôn vậy đó, mình làm công chuyện cho nó tiện vậy đó. Nói dạng như cây này nè, nói dạng như cái cây này nó bị yếu nè, mình trồng trước luôn tại vì mình sợ nó chết á, mình trồng trước cái cây này nó bị yếu nè. Tại vì cái đám này người ta buông ra cho mình á, năm nay mình làm năm thứ hai, cái cây nào yếu là mình bù trước hết à. Tại vì hồi xưa người ta làm người ta không có chăm sóc kỹ á, khiến cho cái cây nó không có được tốt á. Thì những cái cây nào mà đẹp á thì mình tận dụng, còn cái cây nào mà yếu thì mình cho nó đầu thai hết, mình trồng cây mới hết nha. Đó thì mấy bạn trước mà mấy bạn chuẩn bị cắt nhánh á, tầm 1 tuần thì mấy bạn nên xịt thuốc ha. Tại vì mình xịt thuốc đợt này á, nó mạnh lắm, cho nên là mấy bạn tầm 1 tuần hoặc 5 ngày mấy bạn hãy vô vườn. Đợt này là mình cắt đó, bữa nay là 26 tháng 6 đó, mình cắt thì đầu tháng mình sẽ quay trở lại đây mình cắt đợt nhánh đầu tiên. Tới lúc đó thì mình sẽ cho mọi người xem mình cắt nhánh như thế nào ha. Thì hôm nay mình thì xịt thuốc sâu nè, đó ông chồng mình ông chạy xịt thuốc sâu. Hiện giờ bên mình 6 giờ rồi, tại vì cỡ này mùa hè á, nó trời nó còn sáng, 6 giờ mà trời thấy nó còn sáng nè. Hiện giờ là vườn của mình là làm sạch sẽ hết trơn, là chỉ bây giờ là chỉ đợi tới vô mùa là cắt nhánh là ok đó. Đó sạch sẽ hết trơn bằng tháng luôn, xịt thuốc xong rồi là bắt đầu là
không vô vườn nữa mọi người, thuốc sâu hồi quá mọi người ơi. Mình chia sẻ tới đây thôi nha, hồi quá trời hồi.